Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau: Giao ban cơ quan khối văn hóa xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Nhà hàng, quán ăn và một số dịch vụ không thiết yếu hoạt động gắn với phòng chống dịch. Cuối chương trình có phóng sự lan tỏa từ phong trào nông dân sản xuất giỏi ở xã Trường Đen. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, triển khai kế hoạch trọng tâm trong thời gian tới của khối văn hóa xã hội, đồng chí Trần Công Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa chủ trì cuộc họp giao ban đối với các cơ quan trong khối. Trên cơ sở kết quả hoạt động của các cơ quan trong khối văn hóa xã hội, từ đầu năm đến nay cũng như các ý kiến kiến nghị đề xuất và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 quý 1 năm 2021, đồng chí Trần Công Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan trong khối cần làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao, triển khai các nhiệm vụ kế hoạch gắn với đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra tiến độ thực hiện. Trong tháng 3 cần tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai công tác giảm nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tham mưu tổ chức chợ lao động trên địa bàn thành phố và ngày hội việc làm, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác tuyển quân năm 2021, duy trì tốt việc dạy và học gắn với phòng chống dịch bệnh trong trường học, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn về giữ gìn phong tục tập quán dân tộc Thái, nâng cao chất lượng các điểm du lịch cộng đồng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhằm thực hiện mục tiêu kép đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế, từ ngày 25 tháng 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La đã cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống, một số dịch vụ làm đẹp như spa, cắt tóc, gội đầu, làm móng được phép phục vụ tại chỗ, hoạt động bình thường trở lại, song gắn với việc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố. Tại trung tâm thành phố Sơn La, từ sáng ngày 25 tháng 2, nhịp sống thường nhật trở lại, quán ăn sáng, nhà hàng, quán cà phê, giải khát đã mở cửa đón khách sau gần một tháng nghỉ bán vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cả người bán lẫn người mua đều phấn khởi vì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố, cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, một số dịch vụ làm đẹp như cắt tóc, gội đầu, làm móng được phép đón khách, phục vụ tại chỗ, nhưng việc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch phải được đặt lên hàng đầu, khuyến khích hình thức đặt hàng và vận chuyển về nhà. Việc giữ khoảng cách giữa các bàn, sử dụng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay được các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm túc. Khi có quyết định của thành phố cấm hoạt động bán hàng thì chúng tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh. Chuỗi nhà hàng chúng tôi chấp nhận ship của các đơn hàng. Chúng tôi cũng đề ra một số cái quy định để đảm bảo chống dịch, như là khoảng cách giữa các bàn ngồi cách trên 2 mét. Thứ hai nữa là có các dung dịch sát khuẩn để cho thực khách đến với nhà hàng để sử dụng các cái bước sát khuẩn cho an toàn. Trong quá trình nghỉ Tết và phường yêu cầu tạm dừng hoạt động thì quán cũng chỉ bán cũng thực hiện và bán ship mang về, không nhận khách tại quán. Đến khi quán được hoạt động trở lại thì quán tôi có dọn dẹp sạch sẽ và có bày bàn sát khuẩn để đến khi khách sử dụng dịch vụ tại quán sát khuẩn. Hiện nay đối với các loại hình kinh doanh có điều kiện như karaoke, bar, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, quán game vẫn chưa được hoạt động trở lại. Các điểm vui chơi, giải trí, hoạt động thể dục thể thao được phép duy trì hoạt động nhưng không tập trung quá 30 người. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế tụ tập đông người nên các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tiếp tục tạm dừng đón khách cho đến khi có thông báo mới. Tạm dừng hoạt động tổ chức lễ hội, các hoạt động tại các di tích văn hóa lịch sử, điểm du lịch, các sự kiện văn hóa. Thực hiện nghiêm chỉ đạo trên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 từ thành phố đến các xã phường tiếp tục tuyên truyền để các cơ sở thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình công dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương để thực hiện cách ly y tế đúng quy định. Ủy ban Nhân dân phường Quyết Thắng đã chỉ đạo cho các đồng chí cán bộ công chức phụ trách các đơn vị tổ bản phối hợp với các tổ kiểm tra phòng chống COVID
của các 15 đơn vị tổ bản và các đồng chí cảnh sát khu vực, thông báo đến các cơ sở kinh doanh được mở cửa trở lại, chấp hành tốt các biện pháp phòng chống COVID-19, đặc biệt là khuyến khích hình thức bán hàng cho khách mang về. Đối với khách ngồi ăn tại quán thì đề nghị các chủ cơ sở hướng dẫn khách rửa tay sát khuẩn, bố trí vị trí ngồi cho khách đảm bảo khoảng cách. Bên cạnh các giải pháp đồng bộ của chính quyền và lực lượng chức năng, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K. Theo phương châm, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an thành phố đã triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho trên 200 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban Nhân dân các xã phường, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Sơn La. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, sau khi được Bộ Công an trang cấp các thiết bị vật tư, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an thành phố đã thành lập tổ cấp căn cước công dân lưu động, triển khai thu nhận hồ sơ, lấy thông tin công dân từ nguồn dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử như thu nhận vân tay, chụp ảnh cho các đối tượng là cán bộ công chức, các cơ quan đơn vị, trường học, các xã phường và các bản tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2021, đã triển khai thực hiện cấp cho 224 công dân là cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban Nhân dân của 6 xã phường và một số đơn vị trên địa bàn. Thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử ưu việt hơn nhiều so với các giấy tờ tùy thân hiện nay. Liên thông với các thông tin khác như giấy khai sinh, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giúp người dân thuận tiện khi thực hiện các giao dịch. Công an thành phố phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2021, phấn đấu cấp xong toàn bộ căn cước công dân cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn, theo đúng lộ trình đề ra của Bộ Công an. Quý vị và các bạn thân mến, xác định phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là một trong ba phong trào lớn do Trung ương Hội phát động. Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Trường Đen đã chú trọng tuyên truyền xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Để thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân xã Trường Đen đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội viên, khai thác tiềm năng thế mạnh của cơ sở để phát triển kinh tế theo hướng đa ngành đa nghề, trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn bền vững. Đặc biệt đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng trên đất dốc kém hiệu quả sang thâm canh các loại cây ăn quả thế mạnh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng con nuôi, xây dựng mô hình sản xuất thâm canh cây ăn quả kết hợp chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Đã xuất hiện một số hộ sản xuất nông lâm kết hợp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có hiệu quả. Nhiều hộ hội viên nông dân có thu nhập hàng năm từ 100 đến 300 triệu đồng trên năm. Trong những năm vừa qua thì đối với Hội Nông dân xã đã xây dựng các kế hoạch và tham mưu cho các ủy chính quyền và chỉ đạo đến các chi hội và hội viên Hội Nông dân trên địa bàn xã Trường Đen về phát triển kinh tế chăn nuôi trồng trọt. Chủ yếu bây giờ là hiện tại Hội Nông dân xã Trường Đen đang thực hiện là tập trung chăn nuôi bò sinh sản và bò ba bê và chăm sóc các cây bón bằng phân hữu cơ, làm ra sản phẩm gọi là được cái Việt Gáp, sản phẩm ô cốp ấy. Nhằm đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu chính đáng, phát huy hiệu quả, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên, Hội Nông dân xã Trường Đen đã chú trọng công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức truyền giao khoa học kỹ thuật, tập huấn hướng dẫn cho bà con nông dân phát triển sản xuất gắn với làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi. Từ những kinh nghiệm thực tế trong lao động sản xuất kết hợp với chuyển giao khoa học kỹ thuật cùng với sự năng động sáng tạo của các hội viên nông dân ở các cơ sở, nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã đem lại hiệu quả cao, khai thác được tiềm năng lợi thế về đất sản xuất, thổ nhưỡng của địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nông dân. Gia đình tôi thì đất thì có 4 ha chăm sóc cà phê, mơ mận. Gia đình chúng tôi thì thu nhập được cà phê được 30 tấn đến 35 tấn một năm. Mơ mận thì được
20 tấn một năm, trừ chi phí đi thì 200 triệu một năm. Thu nhập để sản xuất thì để cho con cái đi học hành cho nó đến nơi đến chốn. Bên cạnh trồng và thâm canh các loại cây có thế mạnh của địa phương như cà phê, mơ mận, thực hiện cuộc vận động của hội nông dân xã về chuyển hướng sản xuất, hội viên nông dân Quảng Văn Tỉnh ở bản Pàng, xã Trường Đen đã tích cực học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất thâm canh trên diện tích canh tác của gia đình. Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, anh Tỉnh nhận thấy giống bò 3B được nhiều địa phương khác chăn nuôi, bò sinh trưởng và phát triển nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Việc chăm sóc bò 3B cũng không khác so với các giống bò địa phương, đặc biệt giá bò hơi lại đắt hơn bò địa phương. Gia đình đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, mua giống bò 3B về nuôi thử. Qua gần 2 năm chăn nuôi theo mô hình nhốt chuồng, thực hiện tốt kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, bò lớn nhanh được thương lái đánh giá cao về chất lượng. Từ khi nuôi bò 3B, gia đình anh Tỉnh còn tận dụng nguồn chất thải của bò để nuôi giun quế, mỗi năm xuất được 800-900 kg giun. Nguồn chất thải của giun quế không chỉ được sử dụng để phục vụ cho diện tích cây ăn quả của gia đình mà còn bán cho các nhà vườn khác. Thì trong những năm gần đây thì thực hiện theo phong trào nông dân sản xuất trồng trọt chăn nuôi, thì tôi trong những năm gần đây thì đã chuyển sang cái chăn nuôi bò ba bi và nuôi giun quế. Trước thì tôi có nuôi bò địa phương nhưng mà nó phát triển chậm hơn, và trong vài năm trước đây về để, cách đây 3 năm thì tôi đã tìm hiểu và lấy bò ba bi này về nuôi. Lứa đầu tiên thì tôi cũng nuôi 2 con thì thấy nó phát triển tốt hơn bò địa phương nhiều và phàm ăn hơn. Thì đợt trước thì tôi có nhập thêm bọn 5 con này về nuôi được 7 tháng thì nói chung là cũng thấy nó phát triển tốt. Hiện nay hội nông dân xã Trường Đen có trên 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở 11 chi hội với 653 hectare đất sản xuất, trong đó diện tích trồng cây ăn quả cà phê là gần 500 hectare, cho thu hoạch trên 6.000 tấn quả tươi các loại. Triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Ban chấp hành hội đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích canh tác, theo đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân. Hiện nay xã có 365 hội viên đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã góp phần cùng xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới như tiêu chí về mô hình sản xuất, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Tháng 5 năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp Tòng Xét được thành lập với 15 thành viên, tổng diện tích đất canh tác trên 40 ha, trồng cà phê sen mơ, mận, áp dụng phương pháp sản xuất hữu cơ và đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Sản phẩm của hợp tác xã đã được xuất bán ra các tỉnh lân cận, không chỉ giúp cho đầu ra cũng như thu nhập ổn định cho nông dân, mà hợp tác xã còn góp phần quảng bá phát triển thương hiệu nông sản của xã Trường Đen nói chung và hợp tác xã nói riêng. Thì hợp tác xã luôn tuyên truyền vận động các thành viên thực hiện tốt cái khâu chăm bón, rồi là thực hiện phân hữu cơ, rồi sản xuất Việt Gáp. Thì qua quá trình thực hiện hữu cơ thì cái sản phẩm mơ mận thì nó được nâng lên tốt hơn, chất lượng hơn và năng suất hơn. Cái việc tiêu thụ cái sản phẩm cái mơ mận thì hiện tại thì đang bán cho các thương lái từ miền Trung, miền Nam đến đặt hàng. Đặc thù của hợp tác xã là chủ yếu mơ là nhiều hơn. Thì mong muốn tới này là các cấp ngành quan tâm cho truy xuất nguồn gốc, rồi là làm thế nào cho cái sản phẩm mơ này ra được thị trường được tốt hơn nữa. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Trường Đen thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, ngày càng lan tỏa, giúp hội viên nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho hội viên, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng xã Trường Đen đạt nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.